Thưa quý vị, trong sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam, chủ tịch Ủy ban nhân dân, ông Nguyễn Xuân Tứ, Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ông Nguyễn Đồng Dương, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện Đức Cơ để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Cùng với lệnh bắt tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của ông Lam tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ. Đây là lần đầu tiên tại Gia Lai, một chủ tịch huyện bị bắt giam. Và trước đó thì thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận số 018 ngày mùng 4 tháng 7 năm 2019 của thanh tra tỉnh về việc quản lý và sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Tại kết luận này thì thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ, ông Nguyễn Hồng Lam đã cố ý trái làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để công chức của phòng tài chính kế hoạch lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng mục đích cá nhân. Từ đó thì xác định ông Nguyễn Hồng Lam đã phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc.